Ya de. Uống dương xương ngao 16 kg. Chả cần làm gì. Về mua được có bình máu vậy. It's ok. Quỷ nó cầm bị sức khó chịu ghê ta. À, thì tí đạp hoài cái sức. Chuột bị gì tao? Go. Trời đất ơi. Ác ồn thì chứ. Hóa à, chơi game cực, chết xong xuống, chết xong xuống. Quỷ gia van này. Láo thật. Lulu chửi. Lulu chửi gia van nữa. Đúng Lulu đúng giang hồ quận tư luôn á. Chửi ác. Rồi xuống tiếp, ok. Fan này biết mình không có lát nó cầm gỡ xuống ập mình, ok. Ok Fry. Đó 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 đó. Gì vậy? Mắt đồ. Ảo thật đấy. Này không lát đâu không ta. Lulu chửi. Cho tao cái gì chị. Dễ thương mới nào Lulu dễ thương vậy. Giang hồ ơi là giang hồ. Chơi game thôi. Mà căng vậy. Mình dùng mấy này làm tới đúng. Đúng. Đập ra. Mấy này dùng làm tới đúng. Thôi chứ tôi fan game nè. I will rest when I'm home.
phải đi đợi gì hết. Đây là gì hết, đây là gì hết rồi. Đánh gần đơ nào, đợi gần đơ đã bắn hết nè. Quỷ Blitz này bị khùng quá trời, sao dám quýnh vậy ta. À, ảo thật đấy. Sao nó dám chạy hẳn lên vậy nhỉ? Không sẽ chết à? Trời đất ơi. Phải đấu quýnh bình thường chết rồi. Nó khùng mà tình lại thành nó hay. Quýnh hay em luôn pha này nè. Xin easy. Nãy sợ anh em nhấn like subscribe kênh cho đỡ nha. Cảm ơn anh em nhiều. Nãy sợ.